Cơ sở Lát Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày 6 tháng 5 năm 2019, cơ sở chúng em lại tiếp tục cập nhật rất là nhiều loại lan mới mà ngày hôm nay em đã cập nhật về để chia sẻ cho mọi người. Và em sẽ báo giá chi tiết từng loại hàng luôn trong clip ngày hôm nay. Và trước khi báo giá cho các bạn thì em xin được giới thiệu về cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Đó. Và hai số điện thoại để liên lạc trực tiếp với cơ sở chúng em để đặt hàng là số 0984754102 và số 0967615815 nhé các bạn nhé. Và hình thức bán hàng của chúng em thì sẽ nhận đơn hàng trực tiếp của các bạn từ tin nhắn trực tiếp hoặc là gọi điện trực tiếp cho chúng em. Rồi chúng em sẽ ship hàng COD đi khắp mọi miền Tổ quốc cho các bạn ạ. Các bạn thanh toán tiền hàng và tiền cước cho nhân viên giao hàng tận tay cho các bạn ấy. Đó. Và giá em báo chi tiết ở đây chưa bao gồm có phí vận chuyển nhé mọi người nhé. Đó. Và như ở đây các bạn đang thấy đây thì em có cả những dề hương vani nguyên bản này, có hai dề này, dề Vanda và có cả châu rừng nhá các bạn nhé. Có cả lan đai châu rừng này. Ở trong miền Nam các bạn hay gọi là ngọc điểm á, hay là nghinh xuân đấy ạ. Chứ còn ở miền Bắc thì cứ gọi chung chung là đai châu thôi. Đấy. Và có cả lan Vanda hàng kg, hàng tam bảo sắc, có hoàng thảo xoắn, nó hạc vị Bắc, có rất nhiều loại luôn ạ, có cả hoàng thảo vôi nhá, có cả kiều tím, có cả trồn Bắc này. Và hôm nay cũng có cả lan kiếm tiên vũ nhá các bạn nhá, kiếm lá cứng, kiếm tiên vũ đấy ạ. Và hôm nay cũng thêm một cái phần đặc biệt nữa là cái đùi gà hoa trắng. Cái đùi gà hoa trắng này ở bên Trung Quốc thực sự là họ bắt nhịp cái thị trường Việt Nam chúng ta rất nhanh. Là họ có trồng và nhân giống được với cái số lượng nhiều và cái giá thành nó sẽ được rẻ đi. Đấy. Nên là mỗi một thân như vậy chỉ có giá là 300.000 một thân thôi các bạn ạ. Đấy. Chỉ có giá là 300.000 một thân đùi gà hoa trắng như này các bạn ạ. Như khóm này đây họ nhổ từ trong chậu ra này. Đấy. Khóm này rất là to luôn. Khóm này có chừng ba mấy thân nữa các bạn ạ. Nói chung là sáng nay hàng vừa về đến nơi là em bóc ra là em chưa được đếm luôn. Thì như dề này là vào ba mấy thân đấy các bạn. Đấy. Cái này thì các bạn có thể mua lẻ từng thân được. Để em có thể em sẽ tách ra từng thân cho các bạn nhé các bạn nhé. Đấy. Về cái đùi gà thì tất nhiên là bây giờ nó không còn thân tơ rồi các bạn. Bây giờ nó chỉ toàn thân đang có hoa như này thôi. Hoa rất là thơm các bạn ạ. Đấy, đùi gà bông trắng tinh nhé các bạn nhé. Hoa thì cực kỳ là thơm luôn. Đấy, mỗi thân là 300.000 nhé các bạn. Đấy, ở đây em còn có những khóm nó nhỏ hơn này. Đấy. Nó cũng đều là đùi gà hoa trắng cả nhé. Đấy. Nhìn tổng thể về cái số đùi gà hoa trắng mà hôm nay em có để chia sẻ mọi người đây. Đấy. Như khóm này đây thì đấy, hoa đây. Khóm này đây như một thân, hai thân, ba thân, bốn thân, năm thân, sáu thân, bảy thân, như khóm này là bảy thân này các bạn. Đấy. Các bạn có thể mua lẻ từng thân nhé. Thì em bán nói chung là tối thiểu từ hai thân trở lên cho nó khỏe nhé. Chứ còn các bạn mà lấy lẻ một thân nữa về thực sự là nó cũng khó trồng. Đấy. Tốt nhất là chúng ta mua từ hai thân trở lên để cho cây nó khỏe. Đồng thời thì cây bây giờ nó đang lên mầm gốc như này nhé các bạn nhé. Cây đang ra hoa và đang lên mầm gốc nhé. Cái này về chúng ta nuôi này. Như khóm này đây thì cũng có 6 thân. Khóm này có 6 thân này. Đó. Đó. Khóm này có 6 thân đây. Thì mỗi thân là 300.000 nhé các bạn nhé. Các bạn có thể mua từng khóm, từng ấy, nếu mà số lượng mà không đáp ứng ấy, thì chúng em sẽ tách từ dề to ra cho các bạn nhé. Đấy. Như khóm này có 4, 8, 8, 9 thân. Đấy. Đó. Đấy, khóm này cũng tầm mười mấy thân này. Cứ 300.000 một thân thôi các bạn. Như khóm này cũng rất là dễ tách thôi. Khóm này có 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17 thân. Cái khóm này nhìn nhỏ nhỏ mà 17 thân luôn. Và lên những cái key này rất nhiều này. Đó. Đấy. Hoa thì trắng tinh rồi. Đấy, mặt hoa thì dề nào cũng có hoa cả rồi. Đùi gà dẹt hoa trắng nhé các bạn nhé. Đấy, có giá là 300 nghìn một thân ạ. Thì các bạn thích lấy bao nhiêu thân thì chúng em sẽ tách bỏ cho các bạn, là từ cái dề to này, có khả năng là dề to này thì có khả năng là không có bạn nào đủ khả năng để mà lấy hẳn một dề như này đâu. Đấy thì chúng em sẽ phải tách ra để chia cho mọi người. Đó. Và còn tiếp theo đây em sẽ giới thiệu cái lan dáng hương vani nhá. Hoàng thảo hương vani. Đấy, em xin lỗi mọi người nhá. Hoàng thảo hương vani thì như dề này đây thì bây giờ đang ra hoa như này. Đó. Đây là mặt bông của hương vani đây. Hoa rất là thơm luôn các bạn ạ. Mùi hương của vani ạ. Đấy. Đây là một khúc nguyên bản nhé các bạn nhé. Khúc này thì em đi vào nhà dân em gặp nên là lấy về để chia sẻ mọi người luôn. Thì khúc này có giá là 200.000 ạ. 200.000 một khúc như này nhé. Thì khúc này bây giờ đang có một thân, hai thân, ba thân ra hoa các bạn ạ. Ba thân ra hoa, bốn thân ra hoa, nhưng mà thân này thì đã tàn hoa rồi này. Đó. Còn những mắt ngủ nào mà nó chưa ra hoa á, thì sang năm nó sẽ ra hoa nhé các bạn nhé. Tất cả những thân này sang năm đều cho hoa được hết này. Như thân này đây thì nó bây giờ nó đang ra hoa đây rồi. Nhưng mà những mắt này nó chưa ra hoa thì sang năm nó sẽ tiếp tục ra những mắt ngủ đấy nhé các bạn nhé. Về cái hương vani này ạ. Đấy, như thân này đây. Thân này cũng là một thân già rồi. Nhưng mà nó vẫn còn ra hoa. Ở đây hai mắt này tiếp đây. Đó, cái hoàng thảo hương vani này. Đây hai cây ki để sang năm chúng tôi chơi hoa tiếp này. Đấy, như thân này cũng thân hoa rồi. Còn tổng thể thân dề này có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 thân. 9 thân luôn cái dề nguyên bản này. Đó. Còn ở đây có một dề to hơn. Dề này có giá là 500.000 nhá mọi người nhá. Hương vani số 2 thì có giá là 500.000 ạ. Đấy, dề này thì hiện giờ thì chỉ có lác đác một hai, có hai mỗi hai cái nụ này thôi. Đấy, còn đâu đó là những thân này nó đều trốn hoa hết này mọi người này. Đấy, nó trốn hoa này. Đó, đếm đếm luôn cho mọi người tất cả nó bao nhiêu thân nhá. Những thân này đều sang năm đều cho chúng ta hoa nhé các bạn nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Đấy. Hai thân này gãy không đếm nữa. 16. Còn 3 4 cái thân già này nữa. Thành ra là có 6 cái thân già này nữa các bạn ạ. Đấy. Thì có tới tận hai mấy thân luôn cơ. Đó. Dề đang trốn hoa này thì sang năm nó ra hoa sẽ rất là rộ luôn ạ. Mà có giá là 500.000 nữa. Đấy, khúc cây này nó khá là dài. Trong lúc gửi hàng đi chúng em sẽ cắt bỏ chỗ này nhé. Cắt bỏ phần cây này nhé. Cắt đi khoảng 1 gang để cho dễ đóng gói hàng đi cho các bạn nhé. Đó. Và tiếp theo đây là một dề dáng hương Vanda, hương chanh nhé các bạn nhé. Đấy. Dề này thì cho bông màu vàng đây, màu vàng nâu này. Đấy, Vanda hương chanh thì cho hoa rất là thơm rồi. Đấy. Dề này thì có giá là 300.000 nhé mọi người. Một cây này, hai cây, ba cây. Bốn ngọn. Đấy, có bốn ngọn to đều đều nhau nhé các bạn nhé. Và đang lên rất là nhiều cây con nữa các bạn ạ. Đây, đây là những cây con chi chít ở gốc này. Đấy. Có giá là 300.000 ạ. Cho khúc Vanda này. Đó. Và tiếp theo thì những cái phần hàng kg nhớ các bạn nhé. Ở đây cũng là dáng hương Vanda này. Dáng hương Vanda này em bán mỗi bó chia sẻ mọi người là 70.000 một bó nhé. Đấy, 70.000 một bó như này. Về chúng ta trồng được một giò to đẹp luôn. Rất là rẻ luôn ạ. Đấy.
có cả lá xếp, lá lướt lấn lộn nhau nhé các bạn nhé. Đấy, như cây này lá xếp này, cũng ít có lá xếp thôi các bạn ạ. Nhưng mà cây đó 70.000 một bó nhé, về cái Vanda Hương Tranh ạ. Và tiếp theo đây là Vanda cái dáng hương, đây là dáng hương cầm báo, dáng hương đuôi cáo. Đấy, hôm qua thì em hơi mất ngủ nên là hôm nay nói lộn lung tung hết rồi mọi người ạ. Dáng hương đuôi cáo này có giá là 300.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy, cây rất to đẹp luôn ạ. Đây đều là toàn cây to đẹp hàng tuyển ra thôi các bạn ạ, không có cây nhỏ lớn vào đây nhé. Đấy, 300.000 một kg lan dáng hương đuôi cáo ạ. Đó, cây to đẹp nhá. Và còn tiếp theo đây có những cái loại dáng hương để chia sẻ với mọi người tiếp đây. Thì có lan đai châu rừng nhé các bạn. Đây lan đai châu rừng này. Đai châu rừng loại cây nhỏ nhỏ này có giá là 550.000 một kg nhé các bạn. 550.000 một kg. Đó, có cả những cây nhỏ như này nhé các bạn. Đấy, nhưng mà cây nhỏ nó tỷ lệ nó cũng ít thôi. Cây vừa vừa là đấy. Nó phải to trung bình cỡ này rất là nhiều ạ. Còn cây to như này thì ít thôi. Đấy. Đó, nó trung bình. Nói chung là từ size bé lên tới size như này nha các bạn nhé. Hàng giống thì nó sẽ có cả cây to cây nhỏ nha các bạn. Đấy. Nếu mà bạn nào thích lấy nguyên cây nhỏ không mà để được nhiều cây giống thì chúng em cũng có thể nhặt cho được. Đó. Còn các bạn thích cây nó to to hơn tí thì cũng có khả năng chúng em nhặt cho được. Đấy, về cái lan đai châu này. Tại vì mỗi người có một cái sở thích riêng. Và ở đây có hai phần cây to, nói chung là to nhất này. Thì em có chia ra thành hai phần luôn. Phần này có ba, gồm có ba cây nhé các bạn nhé. Đấy, phần này gồm có ba cây này. Đây, một cây đây. Thì phần này có giá là 650.000 nhé các bạn nhé. Một cây này, một cây như này nhé các bạn nhé. Đây. Đây, cây thứ hai đây. Và cây thứ ba đây. Phần này gồm có ba cây nhé. Đó. Cái này là châu rừng Lào nhé các bạn. Và đây có, phần này có hai cây này. Hai cây này rất là to luôn. Hai cây này có trên, có 1,2 cân rồi. Đấy. Còn ba cây kia có 1 cân thôi. Đấy. Cây này thì lá to này, lá dài luôn này. Hai cây này cũng có giá là 650.000 nhé các bạn nhé. Cây này là một cây mẹ con luôn này. Đấy, một cây con đang đẻ gốc này. Và một cây mẹ rất là to luôn. Đấy, em có đề số, đề giá luôn, chi tiết luôn nhé các mọi người nhé. Để tránh tình trạng bị nhầm lẫn. Đó. Thì cũng có giá là 650.000 nhé. Hai cây to này. Đó. Và tiếp theo đây là dáng hương tam bảo sắc nhé mọi người nhé. Đây dáng hương tam bảo sắc. Nói chung là lô này toàn là, chủ yếu là lá xếp, được bó theo từng bó như này mọi người này. Đó, cây nhỏ vừa vừa thôi. Cái loại hàng như này thì có giá là 300.000 một kg nhé mọi người. Đấy, 300.000 một kg ạ. Cái dáng hương tam bảo sắc này ạ. Và có một loại này cây to nhỉnh hơn một tí. Thì loại hàng này thì cây to nhỉnh hơn, nhưng mà nó cũng gọi là xếp một nửa, lướt một nửa thôi. Có giá là 350.000 một kg nhé các bạn. Đấy, về cái loại hàng này. Đó. Xếp lướt tỷ lệ nó phân nửa thôi các bạn. Đây, như cây này thì tương đối là xếp phân một tí. Đấy. Như cây này là xếp này. Đó. 350.000 một kg nhé. Đấy. Đấy, như cây này là xếp luôn này. Cây đây cũng xếp này. Đấy. Cây này thì khá là quăn. Đấy, cây này cũng tương đối là xếp này. Đó. Đấy, cây này cũng xếp. Đấy. Cây này cũng lá xếp, lá to luôn này. Đấy, chi tiết về hàng như này đây. Đấy. Đây là hai cây luôn. À, một cây thôi. Một cây này. Ngọn nó bị quăn này, lá rất to nhé các bạn nhé. Đấy, dáng hương tam bảo sắc ạ.
hàng nói chung là hàng này thì rất là đẹp luôn, cây to đẹp ạ. Và tiếp theo đây là những mặt hàng kg. Ở đây thì em có hoàng thảo vôi nhé mọi người. Hoàng thảo vôi có giá là 280.000 một kg ạ. Đó, hoàng thảo vôi thì bây giờ đang lên mầm gốc rất là khỏe luôn ạ. Về chúng ta cấy ghép để chăm sóc, sắp tới chúng ta chơi hoa vào mùa xuân nhé mọi người nhá. Về cái hoàng thảo vôi nè, như các bạn ở trong xứ nóng ở miền Nam thì thường thường hay được chơi hoa vào Tết luôn. Về cái hoàng thảo vôi này có giá là 280.000 một cân ạ. Và còn ở đây là hạc vĩ bắc. Hạc vĩ bắc thì bây giờ cũng đang lên mầm gốc rất là khỏe như này nhé mọi người nhá. Đấy, trong lúc gửi hàng mà cái hạc vĩ này với cái vôi mà chúng em mà không bó thì các bạn có khả năng sẽ bị nhầm lẫn với nhau khá là nhiều. Nhưng mà phân biệt nó cũng dễ thôi. Ở những cái thân già này, về cái hạc vĩ thì thân của nó sẽ nhỏ hơn và thân nó hơi cứng hơn một tí. Và phân biệt ở chỗ cái mắt, ở những cái mắt này, kể cả thân già ấy, thân tơ thì thân mắt của hoàng thảo vôi á, thì nó sẽ bị lõm vào. Chứ còn cái hạc vĩ thì nó sẽ không lõm nha mọi người nhé. Đấy, chẳng qua cái mầm, chỉ nhìn cái mầm là nó giống nhau thôi các bạn. Chỉ xem ở cái mầm là nó giống nhau thôi. Đấy, cái hạc vĩ bắc thì cũng có giá là 280.000 một kg nhé mọi người. Đấy, và còn ở đây là lan hương rừng. Lan hương rừng có giá là 220.000 một kg. Đấy, lan hương rừng thì bây giờ cũng đang lên những mầm gốc như này. Đó, đây lan hương rừng ạ. Còn đây là đùi gà tròn. Đùi gà tròn Tây Bắc, nhưng mà mẻ hàng này nó xấu xấu thôi. Mẻ hàng này có giá là 180.000 một kg nhé mọi người. Đó, 180.000 một kg thôi về cái đùi gà tròn này. Và còn tiếp theo đây là hoàng thảo xoắn. Đây là hoàng thảo xoắn nhé mọi người. Đấy, lô hoàng thảo xoắn này thân cũng rất là đều. Và bây giờ nó đã có những khóm thì nó đã xuống gần hết lá, nên là nó cũng rất là dôi kg. Đấy, hoàng thảo xoắn này có giá là 280.000 một kg nhé mọi người. Đó, 280.000 một kg ạ. À, và còn ở đây thì có mấy phần lan ấy đây. Đây là một phần lan kim điệp xuân này. Phần này, phần em chia sẻ mọi người là cái này là cây gì thôi. Đấy, phần lan kim điệp xuân này có giá là 80.000 nhá mọi người nhá. Đấy, chia sẻ mọi người là 80.000 phần lan kim điệp xuân này. Còn ở đây có ba bó đuôi chuột. Ba bó đuôi chuột này mới bó là 50.000 một bó này. Đấy, 50.000 một bó đuôi chuột này nhá. Ở đây có phần đùi gà dẹt này. Đây, phần đùi gà dẹt rừng này có giá là 100.000 nhá mọi người. Đấy, một phần đùi gà dẹt duy nhất vậy. Và còn tiếp theo đây là những cái dòng lan kiều. Đây là kiều vuông rừng Lào, kiều vuông thân ngắn nhá mọi người. Thì có chừng khoảng 2 kg ở đây. Kiều vuông thân ngắn này có giá là 250.000 một kg nhá. Đấy, về cái kiều vuông thân ngắn này. 250.000 một kg ạ. Còn đây là kiều vuông thân dài. Kiều vuông rừng Tây Bắc nhá mọi người. Kiều vuông thân dài này còn gọi là kiều vuông mỡ gà đấy, cho bông màu vàng mỡ gà đấy. Thì có giá là 250.000 một kg về kiểu vuông mỡ gà này. Đó. Và ở đây thì có một dề phi điệp vàng, kiều vàng. Dề kiều vàng này thân mình cũng héo héo thôi. Đấy. Bán chia sẻ giá rẻ với cho mọi người. Lá rất to và xanh nhá mọi người nhá. Chừng có thân của nó nhìn nó hơi héo héo này. Cái dề kiều vàng này 180.000 nơi dề kiều vàng này. Có trên 1 kg nữa nhá mọi người. Đấy. Và còn đây là kiều tím. Kiều tím miền Trung. Kiều tím với kiều hồng gì đây. Đó. Kiều tím với kiều hồng thì nó cũng là một thôi mọi người ạ. Cái về được có mấy cân thôi cái kiều tím này. Cây thì bây giờ đang nụ như này nhá mọi người nhá. Nụ đang rất to này. Đấy. Đây nụ đây. Đấy, đang rất nhiều nụ luôn. Đó. Kiều tím miền Trung này có giá là 350.000 một kg nhé mọi người. Đấy, lô hàng này chủ yếu là cây ngắn ngắn, rất đẹp luôn. Đấy, có những cây ngắn như này vẫn còn đang ra nụ đây.
đấy, chứ không phải nó bé mà nó ra ra hoa đâu. Đấy, nó nhỏ nhỏ như này đang ra nụ đấy ạ. Đó đấy, những khóm nhỏ nhỏ cũng đang ra nụ nha mọi người nhé. Đấy, như là cả khóm này cũng nụ đấy, khóm này cũng có bông này, chưa thấy có nụ nhưng mà có bông rồi đấy, bông năm ngoái nó ra bông này. Đấy, đây đây cũng nụ đây, nụ này bị hỏng này. Đấy, 350.000 một kg. Đấy, cây này cũng nụ này, đang nụ khá là nhiều nhá các bạn người nhá. Đấy, và tiếp theo đây là Lana, đây là Lana tiên hài, tiên hài hay còn gọi là hài vệ nữ đấy ạ. Đấy thì có giá là 80.000 một kg thôi với cái lan tiên hài này đó. Và còn đây là lan hoàng thảo môi tua, hoàng thảo môi tua thì có độ khoảng hơn 2 kg. Hoàng thảo môi tua này có giá là 150.000 một kg nhé mọi người. Và cây thì bây giờ đang lác đác, có những thân nó đang có nụ như này nhé mọi người. Đấy, hoàng thảo môi tua có giá là 150.000 ạ. Và còn đây là ngọc thạch bắc, ngọc thạch bắc thì bây giờ đang lên mầm gốc rất là khỏe này, và đồng thời cây cũng đang có hoa, đang có nụ luôn nhé mọi người. Đấy, cây đang nụ này, ngọc thạch bắc. Ngọc thạch bắc này sẽ có lẫn lộn cả ngọc thạch hai màu và ngọc thạch ba màu nhé mọi người. Có giá là 220.000 một kg ạ, về cái lan ngọc thạch bắc này. Đó, cây đang ra nụ rất nhiều nhá. Đây ạ, lan ngọc thạch. Và ở đây em có phần ngọc thạch rừng Lào. Phần ngọc thạch rừng Lào này thì nó nở hoa sớm hơn, nở hoa cách đây độ khoảng tháng rồi. Ngọc thạch rừng Lào thì có giá là 180.000 một kg thôi. Đó. Và còn tiếp theo đây thì đây là lan kiếm tiên vũ này. Kiếm tiên vũ mà về trong vòng 2-3 năm gần đây á thì cũng rộ lên cái thú chơi lan tiên vũ về cái dòng đột biến. Cái này là hàng rừng nhá các bạn nhá. Chưa biết là nó đột biến hay không. Đây là lan tiên vũ chúng em mới nhổ rừng về. Đấy, có giá là 150.000 một kg thôi về cái lan tiên vũ này. Đấy, lan kiếm tiên vũ có giá là 150.000 một kg thôi nhé mọi người. Đấy, các bạn có thể lấy từ nửa kg, 0,3 thì nó hơi nhẹ, 0,3 có khả năng chỉ được 1-2 củ thôi, 1-2 tép thôi. Đấy, tại vì cây này nó khá nặng, lá của nó dày hơn lá kiếm lô hội rất là nhiều, và lá nó, bản lá nó to hơn. Đấy, về lan kiếm tiên vũ này, cái thú chơi này bây giờ kể cả hoa thường thì tất cả chúng ta đều ai cũng đều muốn chơi và rất dễ trồng về cái loại cây này. Đấy, và còn tiếp theo đây là lan trồn bắc. Trồn bắc thì có giá là 250.000 một kg nhé mọi người. Đấy, trồn bắc thì bây giờ đang ra bông như này, đang là mùa hoa mà. Đấy, về lan trồn bắc, lan trồn bắc cho mùi hương rất là thơm nhé mọi người. Đấy, lan trồn trắng trồn bắc đấy ạ. Thì cho bông màu như này đây. Đấy, bông cánh trắng đốm tím nhé mọi người. Đấy, trắng đốm ạ, hợp tím. Và còn đây là lan hoàng lạp, lại về được mẻ lan hoàng lạp rất là đẹp luôn ạ. Đấy, lại về được mẻ lan hoàng lạp rất là đều và đẹp. Đấy, cây lên sóng rất là đẹp ạ. Lan hoàng lạp này có giá là 150.000 một kg thôi. Đấy, lan hoàng lạp ạ. Và còn ở đây là long tu xuân. Đấy, long tu xuân thì về được cái lô hàng họ Thanh Lý giá rẻ, thì nay em cũng để giá rẻ cho mọi người là với mức giá rất là rẻ luôn ạ, rất là tốt luôn ạ, là có giá là 250.000 một kg thôi. Cái long tu xuân hàng giống này nhá các bạn nhá. Thì cái loại hàng này thì nói chung là hàng Thanh Lý rồi, nhưng mà cái hàng long tu xuân này thực sự là bây giờ trong thị trường không còn nhiều, có khả năng ở rừng nó đã cạn, nó đã rất khan hàng rồi. Đấy, về cái long tu xuân này có giá là 250.000 một kg nhé mọi người. Đấy, còn đây là hoàng phi hạc. Hoàng phi hạc có giá là 150.000 một kg. Lan hoàng phi hạc ạ, 150.000 một kg nhé. Đấy, đó vừa rồi là tất cả những loại lan rừng mà ngày hôm nay có để cập nhật cho mọi người.
Em nay các bạn đặt hàng vui lòng gọi điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin trực tiếp cho chúng em theo hai số điện thoại ở đầu clip em đã đề cập nhé các bạn nhé. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên Quốc ạ.